Ở đây em Chi cũng hoàn thành được cái bài Hoa Lo Kè. Nói chung là cũng có cố gắng. Ghi nhận. Ghi nhận nha, đây là ghi nhận đó. Nói chung cũng mới học thôi, cũng về cũng có cố gắng rồi. Em có cho nó u cao như thầy đi, em cái bông bự mà. Nếu em cho nó nhô cao lên một xíu đi, hiểu không? Cho nhô lên xíu, không gian mình còn trống rất là nhiều. Đúng rồi, mình cho nó cao lên, cái nhị lên. Biết rằng cái mẫu nó nhỏ, nó thấp, nhưng mà mình có quyền làm khác một tí, không ai cấm mình cả. Đấy, nhúng thêm màu sáng đó, đi ra trên cho sáng lên. Đi cho nó thon thon trên nha, cho nó ngọn xíu, cho nó thon thon xíu. Đó, cho tươi sáng lên xíu thấy không, tươi sáng lên. Chấm cho nó tươi ra, cái nhị nó phải tự nhiên. Nhị là phải chấm cho nó giống như nó cái hộp á, tươi tươi lên xung quanh, gấp vòng cái đó.